Về cái cấu trúc bộ máy tiêu hóa là các bạn đã hỏi từ giải phẫu rồi đúng không? Bây giờ các bạn sẽ cân nhắc lại phần giải phẫu phần ống tiêu hóa trên thì gồm những cái cơ quan nào? Xin mời bạn nữ vào đầu em. Vận chuyển chất qua một lớp tế bào, cụ thể ở đây là lớp tế bào niêm mạc ruột.
các chất nó phải từ trong lòng ruột, trong cái ống tiêu hóa của chúng ta đấy, đi qua các hai cái màng, màng thứ nhất gọi là màng bì, vào trong tế bào niêm mạc ruột, sau đó đi qua màng đáy và đưa vào trong máu chúng ta mô cơ quan sử dụng. Được. Thế thì quá trình hấp thu đấy thực chất là quá trình vận chuyển chất qua màng tế bào, và các bạn đã học của năm 1 rồi nhá. Chúng ta về đọc lại cái bài vận chuyển chất qua màng tế bào để phục vụ cho các phần nội dung hấp thu. Chúng ta sẽ học ở bài số 8 về ống tiêu hóa dưới, nhiệm vụ của tiêu hóa là phải hấp thu. Được. Tiếp theo nữa đấy là cái chức năng đào thải, các bạn thấy rồi. Cục máy tiêu hóa có nhiệm vụ là đào thải các chất cặn bã cho được phân đi ra ngoài, đúng không? Chức năng thứ ba đấy là chức năng chuyển hóa, đấy là vai trò của gan. Các bạn đã học ở phần hóa sinh, đấy là chuyển hóa các chất như chuyển quá trình chuyển hóa protein, chuyển hóa glucid và chuyển hóa lipid để tạo năng lượng cho cơ thể chúng ta sử dụng, nhá. Rồi ngoài chuyển hóa chất ra còn chuyển hóa thuốc vân vân, nhá. Đó chức năng thứ tư là chức năng miễn dịch và chức năng nội tiết. Bản thân cái đường tiêu hóa của chúng ta ấy, nó ở những ở bên ngoài cơ thể chúng ta là da, nó sẽ là bảo vệ cơ thể. Thế còn hệ thống ống tiêu hóa thì chính là cái niêm mạc đường tiêu hóa. Tất cả thức ăn các bạn ăn vào, nước các bạn uống vào không được đảm bảo là vô khuẩn 100% được. Trong đấy bao lợn cũng đã rất nhiều loại vi khuẩn, từ các loại chất cấm, tất cả những cái đồ nó đều tác động đến niêm mạc đường tiêu hóa. Và những cái đấy nó phải đi qua được niêm mạc đường tiêu hóa thì mới được vào trong cơ thể chúng ta. Như vậy thì đường tiêu hóa cũng như cái chặng đầu tiên cũng là để bảo vệ và chặn lại cho cái chất đó. Chứ nữa là cái chức năng nội tiết ở đây là gì, bản thân nhà bình thường ấy nội tiết là gì, đấy là việc các tuyến nội tiết nó sẽ tiết các hormone để điều hòa hoạt động của nó. Thế thì bản thân cái đường tiêu hóa của chúng ta nó cũng tự tiết được hormone để điều hòa hoạt động của chính nó. Về hoạt động chức năng thì có ba hoạt động là hoạt động cơ học, hoạt động hóa học và hoạt động hấp thu. Về điều hòa hoạt động chức năng thì cũng theo cơ chế thần kinh và theo cơ chế thần kinh. Thì mỗi một đoạn ống tiêu hóa chúng ta đều đi theo cái trình tự của cái hoạt động chức năng, đó là hoạt động cơ học gồm hoạt động nào, hoạt động hóa học là bài tiết dịch tiêu hóa hay là những cái enzyme gì, đúng không, và hấp thu chúng ta như thế nào đó. Và phần đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với quá trình tiêu hóa ở miệng. Miệng thì cái hoạt động cơ học chúng ta có hai động tác, một là động tác nhai, hai là động tác nuốt, đúng không? Trong quá trình ăn uống bao giờ các bạn nên hơi ăn vào thì nhai không nuốt, được đó. Thế thì cái động tác nhai này nó là một cái phản xạ mang tính chất từ phản xạ tính chất tự động sẽ chuyển thành phản xạ chủ động đó. Và cái trung tâm phản xạ thì nằm ở thân não. Cơ chế nhai là như nào? Khi các bạn cho thức ăn vào trong miệng thì sẽ làm cho cái khoang miệng chúng ta sẽ phải phồng lên, đúng không? Chúng ta chứa thức ăn, và để chứa được cái phần thức ăn và nuốt được vào trong miệng ấy thì bắt buộc cái hàm dưới chúng ta phải chế xuống, vì hàm trên thì là cố định rồi, nên hàm dưới chúng ta bắt buộc chế xuống và khoang miệng phồng ra để thức ăn chứa được vào. Trước khi hàm dưới bị chế xuống bởi vì thức ăn đẩy cái hàm dưới chế xuống, như vậy thì cái cơ hàm hai bên của chúng ta này, nhá, là cho cái cơ hàm hai bên chúng ta nó sẽ bị căng ra, nó bị kéo căng ra đó. Và cơ hàm này nó là cơ vân. Cơ vân nó có một cái đặc tính, đấy là tính đàn hồi, đấy chưa đó. Vì nó tính đàn hồi như vậy, khi mà nó kéo căng như vậy thì nó có phải tính đàn hồi, nó phải tự động nó sẽ co lại. Nó co lại thì nó sẽ làm cho hàm dưới nó đập lên hàm trên cái, đấy là thành một cái động tác nhai. Cứ như thế hàm dưới đập lên hàm trên thì thức ăn lại bị đẩy sang hai bên, đúng không? Để trong hai cái khoang má này lại phồng ra, lại cho làm cho hàm dưới lại trễ xuống, thì cơ hàm lại căng lại kéo lại đập lên, nó lại phồng ra, cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần là quá trình nhai. Và như vậy thì làm cho thức ăn chúng ta liền bị nhiễm, nó nhỏ ra và giúp chúng ta có thể nuốt được, nhỏ. Và động tác nhai thì nó có giúp phá vỡ, nhất là cái mang sẽ không đô hoặc quanh trong củ quả đấy, thì chúng ta enzyme tiêu hóa có thể cứng được bên trong. Trên hình đây chúng ta thấy là nhất là cái động tác nhai, đúng không? Thứ hai chúng ta thấy là cái về cái chi phối thì tới trung tâm nhai nhá, đúng không? Trung tâm nhai chúng ta thấy là nằm ở phần thân não nhá, và đồng bộ đó có một cái cơ và có cái hệ thần kinh chi phối là cơ phần hầu họng này nhá, và phần lưỡi nhá. Đấy, thì đấy là về cái động tác nhai. Thì động tác nhai các bạn hình dung là một phản xạ mang tính chất tự động trước,
ở trẻ em ấy thì chúng ta thấy là gì, nó cho bất kỳ một cái gì vào trong miệng nó cũng nhai nhá. Thế đôi khi mà bọn bé bé tầm 4-5 tháng ấy, các bạn đổ nước ấy hoặc là sữa nó thấy nó nhai đấy. Nhưng mà chúng ta có ai nhai nước không? Không, đúng không ạ? Bởi vì sau đó quá trình lớn và quá trình sống thì chúng ta sẽ hình thành, chúng ta tập được cái phản xạ, chúng ta biết là cái gì cần nhai và cái gì không cần nhai. Lúc uống nước và uống sữa là chúng ta sẽ không phải nhai đấy. Còn trẻ con cái gì đút vào mồm nó nhai, không chịu nhai nữa, nó nhai thì đó là bao giờ nó tập được phản xạ nó sẽ tự động. Đấy là cái động tác nhai. Cái động tác thứ hai của chúng ta là động tác nuốt. Thì động tác nuốt sẽ chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn nuốt có ý thức, giai đoạn nuốt ở miệng, đúng không? Khi giai đoạn nuốt ở miệng thì các bạn nhìn thấy là cái lưỡi bắt đầu nuốt đấy, thì bao giờ miệng chúng ta phải ngậm lại nhá. Miệng chúng ta sẽ ngậm lại đúng không ạ? Lưỡi thì cong lên phía hàm trên, nhờ miệng ngậm lại, lưỡi bắt đầu phải cong lên phía hàm trên chứ không ai nuốt mà lại há mồm nào mà nuốt được đúng không? Lưỡi cong lên đẩy viên thức ăn bé vào họng phía sau nhá. Đấy, xem bạn nào xem là há mồm xong nuốt được không? Đẩy viên thức ăn về vào họng phía sau nhá. Thì đấy là hết cái giai đoạn nhất. Thì cái giai đoạn này chúng ta là gọi là giai đoạn chủ động. Đó, chúng ta xác định được là chúng ta có muốn nuốt hay là không muốn nuốt. Nếu không muốn nuốt thì dưới chúng ta không cong lên đúng không? Miệng há ra không ngậm nữa. Nếu không cong lên thì không đẩy, tức là để bỏ một tí xong. Giai đoạn này chúng ta hoàn toàn chủ động được. Đó, sau đó khi thức ăn qua về cái vỏ họng phía sau thì nó sẽ bước sang cái giai đoạn thứ hai. Là từ cái đoạn này là giai đoạn nuốt không ý thức, tức là chúng ta sẽ không chủ động được cái việc là chúng ta không muốn dừng được cái đoạn này thì cũng không thể dừng được nữa, bắt buộc chúng ta phải thực hiện nhá. Đấy, cái đoạn này là đoạn họng. Thì đến giai đoạn này khi thức ăn vào vỏ họng phía sau đấy thì các bạn nghĩ là gì? Cái bước đầu tiên là cái ngách mũi, ngách mà cái đường lên cái lỗ mũi sau ấy, nhá. Đấy, ở đây thì chúng ta thấy là gì, nó sẽ đóng lại nhá. Đấy, thứ hai là gì, cái nếp niêm mạc của phần họng nó sẽ có phản xạ là nó sẽ kéo với nhau, xích lại với nhau để nó tạo thành một cái hướng, một cái má để cho cái viên thức ăn hướng làm sao nó đi xuống thực quản chứ nó không xuống phần khí quản nhá. Đấy, phần niêm mạc phía trên chúng ta là cái khí quản này, các thanh quản nó sẽ đóng lại. Và thứ tư là mở được xuống thực quản, trong 4 bước như vậy đó. Và cái bước này, 4 bước này thì chúng ta thấy là thì nó sẽ cái phản xạ, nó là một cái phản xạ. Và khi mà thức ăn vào vòng họng phía sau cái là các phản xạ là nó sẽ tự động, tức là tự động đóng bộ mũi sau là tự động niêm mạc sẽ tự dịch chuyển, tự kéo nhá. Cái phần phía phần quản phía trên nó là cơ quân mà nhờ dưới nó mới là cơ trơn thôi đó. Và cái nắp thanh quản nó tự đóng lại. Thế cho vậy thì vì nó có cái phản xạ, nó vậy nó cũng cần phải có thời gian đúng không ạ? Đấy, phải có cái yếu tố thức ăn ở phía trên đó, người ta nhận biết là có thức ăn nó tạo cái phản xạ như vậy. Do vậy là nếu mà chúng ta nuốt quá nhanh nhá, đấy, nuốt quá nhanh như vậy thì dẫn đến tình trạng là cái lỗ mũi sau đó nó là không kín này, hoặc là cái các thanh quản nó không kín thì thức ăn nó sẽ trào vào và nó gây sặc, đúng chưa? Rất là nhà trong trường hợp mà chúng ta ăn và ăn buồn cười ấy, hả? Không kín nước rồi ngố ngố thì sặc vũ vụ ấy. Xì cái cơ là mít nhá, như sao không nhở. Và chính vì cái này ấy, thì lại rất hay gặp ở trẻ em đúng không? Là trẻ em mà chúng ta cái giai đoạn mà cho uống sữa ấy, hoặc là cho ăn đấy, thì uống sữa thì chúng ta thấy là nếu mà đúng khuyến cáo nhá thì người ta không khuyến cáo uống bình đâu, bởi vì là cái đầu tiên bình ấy nó vệ sinh nó không được sạch nhở. Có vậy người ta khuyến cáo là ăn uống sữa bằng uống đổ thìa. Và uống đổ thìa như vậy chúng ta thấy là để trẻ con há mồm như đổ thìa sụp cái là vậy, nó không đủ cần kịp để nó thời gian cảm nhận được cái có mặt của thức ăn ở trong khoang miệng, thì dẫn đến là nó sẽ dẫn đến là cái đường lỗ tự nhiên lên một sau đó đường nó vô đóng không khí, nó sẽ sữa nó chảy vào cái sạc sữa, đúng không? Do vậy mà cái kinh nghiệm của các cô y tế hoặc là những bà mẹ khi mà chúng ta cho trẻ ăn ấy, thì để tránh sặc bây giờ chúng ta phải đổ vào một cái khoang má bên cạnh nhá, đổ lần một bên trước
chân đồng hồ khi hạ dừa và học nhé, thì nó sẽ trào đất xuống rất là nhanh, tốc độ xuống quá nhanh thì nó không cảm nhận được, không hình thành phản xạ được. Vậy chúng ta đổ vào một cái má này, nó biết là có thức ăn cái thì bắt đầu cái phản xạ nó sẽ diễn ra, thì trẻ nó sẽ không bị sặc, thấy chưa? Đấy, ngoài sữa là một thuốc nữa, đúng không? Sặc cồn chúng ta rất là hay gặp. Dạ, thì đấy là cái lưu ý. Cái nước mà trẻ con nó cũng hay gặp, đó là gì? Nó ăn những cái đồ mà trơn trơn nhé, đúng không? Còn trơn thì chúng ta cũng vậy, đôi khi lớn hơn mà vẫn ra, đúng không? Nhất là thạch bóp một cái hút thùng má, nó trơn nhanh quá rồi đôi khi bên trong khi đó là khí quản của trơn đó cũng tìm, đúng không? Vào cái chúng ta thấy là nó sẽ biết tắc đường thở và gây tử vong. Nếu mà nó biết kín hết thì nó gây tử vong rất là nhanh, đúng không? Một cái nữa mà các bạn thấy là nghe thì có vẻ như các bạn thấy rất là vô lý, nhưng mà rất là hay gặp trên lâm sàng và bản thân tôi gặp mấy trường hợp rồi. Đấy một cái tình trạng đó là bệnh nhân người lớn nhá, lớn hơn chúng ta bình thường này, nhưng mà đi nằm viện xong thì nhiều khi là không ngồi đấy, ăn nằm đấy. Bệnh nhân chuyên gia ăn hồng xiêm xong đấy là ăn nhanh ấy, cái hồng xiêm cái hạt nó rất là trơn, đúng không? Thế là hạt hồng xiêm nó phi thẳng luôn vào đường khí quản luôn, đúng cái ngã ba khí phế quản và phần phổ đó. Đấy, thế là những bệnh nhân đấy nó hơi khó thở đó. Trùng đêm thì hồng xiêm thì ăn mấy hôm rồi mới không nghĩ ra, thì khi mà hàm xiêm vào đấy nó gặp một cái chỗ đấy nó gây tổn thương, nó gây viêm, nó bù lên, đúng không? Trùng đêm cứ tưởng là khối u, cái to tướng vào đấy nhá, chụp x quang đây này, chụp CT nó hướng lên, nó tưởng là khối u, đúng không ạ? Đề nghị nội soi, soi máy vào soi phần khí quản này này. Bây giờ kỹ thuật thì là người ta cũng cho cả không phải gợi lời nữa, cho cả phần khí quản thôi nhá, nó có nhảy phế quản. Thế thì khi mà xoay lên như vậy thì chúng ta thấy là bắt đầu người ta hiểu cũng cái hạt đầu tiên nó gặp ra, thấy chưa? Đấy, thế thì cái đấy mà chúng ta phải lưu ý. Hồng xiêm là hay gặp nhất, hạt na không mặc nhiều hạt hồng xiêm, mà trong hạt hồng xiêm nó rất là to, đúng không? Nhưng mà rất hay gặp hạt hồng xiêm, hồng xiêm quả nhiều lắm, nó giống mãi nó cũng hạt na, hạt na như thế bạn đấy. Thế là cái mà chúng ta lưu ý nhá. Sau cái đó là nuốt ở phần họng rồi, tiếp theo là cái phần thức ăn nó sẽ đi đến thực quản nhá, đi vào thực quản. Và khi thức ăn vào thực quản này thì người ta gọi là giai đoạn nuốt vào thực quản. Đó này thì có đặc điểm là gì? Các cơ ở phía trước nó giãn ra, còn các cơ ở phía sau thì nó co lại, nó bóp lại, đẩy cái thức ăn đi tiến về phía trước nhá. Thức ăn nó đi đâu thì cơ lại giãn ra, phía sau lại co lại nhá. Như vậy thì cái cơ chế làm thế nào để cơ nó co giãn được, thì cái yếu tố tác động, yếu tố kích thích ở đây chính là cái viên thức ăn đấy. Viên thức ăn đấy nó khi mà nó vào thực quản cái thì chúng ta thấy là gì, nó sẽ làm cho cái thực quản nó bị giãn ra, đúng không? Nó ép vào cái phần cơ thực quản, nó sẽ kích thích cái thần kinh ở đấy, nhá. Cái kích thích cái thần kinh ở đó thì nó sẽ tạo lên cái việc là cái cơ ở phía trước nó giãn ra và phía sau nó co lại như vậy, thì người ta gọi là sóng nhu động, nhá. Đấy, và cái sóng nhu động là gì, nó co bóp nhịp nhàng bắt đầu từ thần từ quản đấy đến hết toàn bộ cái ống tiêu hóa của chúng ta, nhá. Nó sẽ đẩy thức ăn di chuyển theo chiều từ trên xuống dưới, từ thực quản đến hết vào ống tiêu hóa cộng bốn tim thận đi ra ngoài, nhá. Và cái trung tâm phản xạ ở đây thì nó ở tuyến sống. Thì cái cơ chế, cái cơ chế của cái sóng nhu động này, đường tiêu hóa này, nhá. Thế thì về cái sóng nhu động đường tiêu hóa thì người ta thấy là gì, ngoài cái sóng nhu động ra thì người ta còn cái có một cái nữa là người ta gọi là cái co bóp phân đoạn, là cái đường màu đường sóng nhu động và đường màu xanh lá cây nhé các bạn nhé. Ví dụ trong cái hình các bạn thấy là cái viên thức ăn của chúng ta màu vàng nhé, đấy nó di chuyển từ trên xuống dưới, thì cái sóng nhu động bắt đầu có từ thực quản nhá, hệ thực quản này nó sẽ đi xếp toàn bộ cái ống tiêu hóa, còn cái co bóp phân đoạn thì nó thường là chúng ta thấy chỉ có ở dạ dày đúng ruột thôi nhá. Thì cái cơ chế ở đây, cái cơ chế mà tạo cái sóng nhu động ấy, thì người ta thấy là gì, cái ống tiêu hóa của chúng ta nó là cơ trơn một đơn vị à. Thì các bạn hình dung là gì, cái điểm khác biệt như ở đây, ví dụ ở đây là có tạo cái cơ trơn của ống tiêu hóa,
và đây là cũng là một dạng câu chơi nhưng mà ở cắt nhá. Thế thì các sợi câu chơi này các bạn thấy này, nó làm tách ra và không có đường thông đó. Nhưng mà câu chơi nó cũng như hóa, các bạn các sợi cơ nó xếp và nó có đường thông đó, cái đường thông từ sợi cơ này đến sợi cơ kia đấy, phần này người ta gọi là cái phần giác, phần giác. Và các bạn thấy là gì, nó chỉ giác theo chiều ngang của sợi cơ đúng không, nó chứ không giác theo chiều dọc nhá. Sợi cơ này, sợi cơ này nó không giác theo chiều dọc đúng không? Nó chỉ giác theo chiều ngang nhá, sợi này sang sợi này, đúng không? Chứ còn từ sợi này tiếp tục đến sợi này thì nó không giác, thường giác theo chiều ngang thôi, nhở? Thế còn lại cơ tim ấy, các bạn học môn tuần hoàn chưa? À, cơ tim ngoài cái phần mà nó giác theo chiều ngang ra, thì nó còn giác theo cái chiều dọc này nữa này, nhở? Vậy khi mà cơ tim một sợi cơ co thì nó sẽ làm cho cả khối cơ của nó co lại, vì khi một sợi cơ nó co tức là nó phát cái điện thiếu hoạt động thì nó sẽ lan truyền theo được cái phần giác này, thì cái điện hoạt động nó sẽ lan tỏa toàn bộ cái cơ tim làm cho nó co lại. Thế còn lại cơ sơn có như thế thì vì giác cơ chiều ngang nên một sợi cơ nó co thì cái điện hoạt động nó sẽ lan truyền theo chiều ngang đến tất cả các sợi cơ theo lát các ngang làm cái cơ ống tiêu hóa co xuống lại ở một cái điểm thôi, thấy chưa, ở một điểm thôi đó. Thế còn lại những cơ ở cơ trơn nhiều đơn vị như mặt thì sợi cơ co, thì sợi cơ nào là sợi cơ co tách riêng ra chứ là không làm cho cả cái khối cơ thì nó co được, đấy là điểm khác nhau nhá. Đấy thì nó có đặc điểm giác theo chiều ngang như thế, nên là khi sóng ruột nó ôm có một cái một sợi cơ nó co thì nó mới thắt theo chiều ngang đúng không, nó đẩy và cho cái thức ăn đi tiếp nhá. Và về cái sóng ở đường tiêu hóa bình thường ấy thì sóng điện ở đường tiêu hóa ta thấy là gì, bình thường đường tiêu hóa kể cả có thức ăn hay không có thức ăn thì nó cũng có cái co bóp, nó luôn luôn có sự co bóp và nhào trộn đấy. Cái co bóp nhào trộn đấy nó gọi là co bóp cơ sở, nó tạo nên bởi cái sóng điện ở đường tiêu hóa nhá. Mỗi một tế bào trong cơ thể chúng ta, mỗi một nhóm tế bào thì có cái điện thế khác nhau nhá. Và với đường tiêu hóa thì cái sóng này nhá, đấy nó sẽ tạo ra cái sóng chậm này, nó tạo nên cái co bóp của đường tiêu hóa bình thường. Thì cái sóng chậm này thì điện thế nghỉ của nó rơi vào khoảng tầm 50 mV. Khi có một cái yếu tố kích thích, khi có một yếu tố tác nhân kích thích thì nó sẽ chuyển thành cái điện thế hoạt động nhá, là điện thế hoạt động và nó làm cho cái co bóp nó trở nên mạnh hơn và có thể nó đẩy nhiệt thức ăn, trộn thức ăn và để tiêu hóa thức ăn, đúng không? Và cái đây chúng ta thấy là gì, thông thường ấy thì nguyên nhân mà dẫn đến cái điện thế hoạt động của đường tiêu hóa là do thì chính cái viên thức ăn ấy khi nó đi vào đường tiêu hóa thì nó làm nó ép nhá, làm cho cái cơ đường tiêu hóa của đấy bị giãn ra, chỗ mà có cái thức ăn nó giãn ra nó ép vào cái hệ thần kinh của cái đường tiêu hóa của bạn ngậm. Hệ thần kinh của đường tiêu hóa đây chúng ta có hai đầu mối, một là đầu mối thần kinh mắt nơ, hai là đầu mối thần kinh óng vách. Các bạn học chưa phần mô học học rồi nhá, nằm phía dưới lớp niêm mạc, mô học ở dưới lớp niêm mạc là dưới thần kinh, răng hơ hai là dưới lớp cơ là dưới thần kinh, ao bách thì thức ăn nó vào là cái đường tiêu hóa nó bị giãn ra thì cái hạch cảm giác ấy, bị ép lại thì nó làm cho kích thích xuất hiện thì cái sóng điện hoạt động, điện hoạt động chưa đấy thì đấy thì cái đây thụ thể thì nó sẽ kích thích cái thụ thể căng cơ nhá, khi cái thức ăn nó ép vào kích thích cái thụ thể căng cơ. Thứ hai nữa là kích thích vào cái đầu hút của cái dây thần kinh số 10. Dây thần kinh 10 thì nó có toàn bộ cái nhánh chi phối đường tiêu ống tiêu hóa. Do vậy khi mà kích thích cái dây thần kinh số 10 thì nó sẽ tiết cái chất chúng ta gọi là acetylcholine đúng không ạ, hoặc tăng co bóp và một số cái ngoài cái viên thức ăn ra thì bản thân đường tiêu hóa nó tiết một số cái hormone. Khi nó hoạt động nó tiết hormone và cái hormone đấy nó cũng là cái yếu tố kích thích để xuất hiện cái điện thế hoạt động. Và ra đấy là gì, khi mà nó bị kích thích như vậy nhá, ba yếu tố mà dẫn đến xuất hiện điện thế hoạt động đường tiêu hóa, một là cái thụ thể căng cơ do cái thức ăn nó làm ép vào, hai là kích thích thần kinh số 10 nhá, ba là thần kinh nó thần kinh số 10 hay thần kinh có nó cản, ba là các hormone đúng chưa, thì tất cả đấy nó sẽ tạo lên cái điện thế hoạt động làm cho đường tiêu hóa chúng ta co lại nhá. Và khi nó giãn ra thì cái cả hệ thần kinh cao cản và hệ thần kinh có nó cản thì đều tác động đến cái việc hoạt động nhu động của đường tiêu hóa, nhưng hệ thần kinh có nó cản thì nó sẽ tác động mạnh hơn nhá, và nó làm tăng cái sóng co bóp
tăng dự có những cái dự bắt đầu mình mua bán thì cái bóc bóc rất là mạnh đấy, mà phải là cái khó là cạnh để đóng vai trò thứ yếu luôn. Với đường tiêu hóa thì nó sẽ hoàn toàn ngược lại với tim mạch. Nếu ở tim mạch thì các bạn thấy là gì, cái hệ tim khó do cảm hay là tim tối do cảm nó gây năng giảm đúng không ạ, đấy còn lại tim do cảm nó gây năng tăng chưa, tức là đối với tim khó do cảm và tim mạch thì hoạt động tim nó sẽ bị giảm đi, nhưng mà đường tiêu hóa thì nó ngược lại, đường tim khó kích thích là tim khó do cảm thì hoạt động của đường tiêu hóa nó sẽ tăng lên nhá, hoạt động co bóp, hoạt động bài tiết enzyme tiêu hóa tất cả sẽ tăng lên, còn lại đường tim do cảm nó sẽ ngược lại. Đấy là điểm khác biệt. Đấy, và cái điểm thế nghỉ là tiêu hóa các bạn nhớ là nó chỉ có ông đang ngồi nghỉ buồn thôi, nó luôn co bóp đúng không ạ? Đấy, cái sóng chậm đây, đấy là cái sóng cơ sở. Thì đấy là về cái hoạt động điện. Và chính cái sự hoạt động của đường tiêu hóa như vậy thì cái cơ chế này nó dẫn đến cái đường co cơ. Đấy là gì? Khi có những cái yếu tố kích thích, ví dụ như là cái thụ thể căng cơ nó bị kích thích đó, hoặc là các hormone của đường tiêu hóa bài tiết ra, hoặc là kích thích thần kinh số 10 nó tiết acetylcholine, như vậy thì khi tiết như vậy thì nó tức là hệ kinh số 10 nó tiết acetylcholine, thì khi acetylcholine nó đến tế bào cơ ấy thì nó sẽ gắn với hệ cái receptor, nó sẽ làm mở kênh canxi đó, làm mở cổng kênh canxi ở cho màng tế bào, thì canxi sẽ đi từ ngoài vào phía trong tế bào cơ trơn ống tiêu hóa. Thứ nhất, thứ hai đó là mở kênh canxi ở các bào quang, làm cho canxi ở các bào quang đi ra ngoài vào tường của tế bào cơ trơn ống tiêu hóa. Khi canxi đi ra ngoài như vậy thì cái nồng độ canxi ở bào tường nó tăng lên nhá, làm xuất hiện cái điện khí hoạt động ở tế bào này đúng không ạ, và nó kết hợp với canmonulin thành canxi canmonulin, phức hợp canxi canmonulin, và cái phức hợp này nó sẽ hoàn hóa cái enzyme ở phần đầu của cái sợi myosin này nhá, đấy là cái enzyme myosin ATP đấy, và khi sợi myosin này nó bị hoàn hóa thì nó sẽ cắn cho cái sợi actin và làm kéo sợi cơ nó sẽ co, thấy chưa? Phần này về các bạn phải xem lại về cấu tạo sợi cơ nhá. Cấu tạo sợi cơ chúng ta có hai loại sợi, là sợi actin và sợi myosin. Thế thì các bạn hình dung là cái sợi actin ấy, trên này nó có cái lỗ khuyết này. Đấy, và có cái lỗ khuyết thì nó sẽ cho cái đầu của sợi myosin nó gắn vào như này. Sau đó đầu của myosin nó kéo gọng như này, nó kéo vào, lại bắn tiếp lại kéo lại. Kéo như này. Được. Giống như các bạn kéo dây đúng không ạ? Nó bắn vào đây nó kéo này. Sợi nhả ra gắn vào chiếc theo nó kéo vào. Thế là làm sợi cơ nó sẽ co lại. Sợi cơ nó co lại. Khi nào kích thước thì nó đạt được yêu cầu thì nó thôn. Sau này có thể còn tách ra, sợi cơ nó lại giãn lại, hình dung do nhá. Như vậy thì cái quá trình này rất cần cái vai trò của ion canxi, giống như cơ tim cũng vậy, đúng không ạ? Chúng ta học tương đối vào chúng ta sẽ dễ hiểu. Vậy thì ta mới là cái cơ chế của việc co cơ. Co cơ trơn thì nó cũng tương tự như co cơ tim với co cơ vân. Co cơ vân thì sang năm ba. Ở đây chúng ta có cơ trơn, chỉ nhớ là với cơ trơn ấy thì cái canxi từ ngoài vào trong tế bào nó ít thôi, chủ yếu là trong bào quang và đi ra bào tương, thì lượng canxi nó sẽ ra rất là nhiều đó. Đấy, nên là tăng cái nồng độ canxi ở trong tế bào lên, phức hợp ở đây nó tạo thành là canxi và với canmonulin, cái canxi canmonulin đúng chưa, đấy là quá trình có cơ. Và khi mà nó tách nhau ra, sợi cơ nó tách ra thì canxi nó được bơm trở lại, thì đây ấy, nó sẽ được bơm trở lại vào bàng quang và bơm ra ngoài. Thì đấy là về hoạt động cơ học. Hoạt động cơ học ở miệng thì nhớ là có hai động tác, động tác nhai và động tác nuốt, và tiếp theo đó là cái nuốt ấy ở thực quản thì bắt đầu là cái sóng tự động, và cái cơ chế tạo sóng tự động chính là quá trình co cơ nhá. Cái sóng tự động này nó sẽ đi xuyên suốt cả cái phần ống tiêu hóa, chúng ta phải đọc kỹ cái phần này nhá. Phần cơ chế co cơ các bạn đọc ở phần phần sinh lý cơ nhá. Trong sách của Y Hà Nội thì người ta có một bài sinh lý cơ, người ta viết riêng ra phần sinh lý cơ trơn nhá, sinh lý co cơ trơn đấy thì nó ở phần đấy, chứ còn trong cái phần trơn tiêu hóa ở sách giáo khoa của Y Hà Nội người ta không biết đâu. Dạ, là một phần đấy.
hoạt động thứ hai ở miệng là hoạt động bài tiết. Ở miệng thì chúng ta thấy là có hệ thống các tuyến nước bọt đổ vào, và chúng ta có ba tuyến nước bọt: tuyến nước bọt lăng tang dưới lưỡi và tuyến nước bọt dưới hàm, đúng không ạ? Sau đó tuyến mang tai thì là tuyến lớn nhất nhá. Đấy, về thành phần của dịch miệng thì mỗi ngày chúng ta tiết được khoảng 0,8 đến 1,5 lít nhá. Đây là nước lỏng trong suốt không màu và bao gồm có nước này, các chất hữu cơ và các chất vô cơ. Các chất hữu cơ ở đây chúng ta phải kể đến vai trò của amin dạng. Đây là cái enzyme tiêu hóa duy nhất có ở miệng, có vai trò tiêu hóa đi cùng, đúng không? Đó. Thế thì enzyme này nó sẽ tiêu hóa đi cùng bằng cách nó cắt liên kết 14 alpha glucosid, nhá, chuyển thế tinh bột, nhưng mà điều kiện là phải là tinh bột chín nhá, tinh bột sống thì không chuyển được, thành đường maltose, maltose và đường pectin, trong đó chủ yếu là thành cái đường maltose, nhá. Ở ngoài cái việc mà có amylase thì trong thành phần nước bọt của chúng ta thì phần hữu cơ thì còn có IgA, đúng không? Kháng nguyên quy định nhóm máu. Nên là ngoài cái việc mà người ta lấy máu làm nhóm máu ra thì người ta cũng có thể lấy nước bọt ra cũng được. Nhưng mà chỗ đặc hiệu thì nó sẽ không có máu được. Nữa là cái IgA này và một số cái lysozyme thì nó có tác dụng là kìm khuẩn, và nó kìm khuẩn, khi mà nó kìm khuẩn như vậy là ngăn chặn cái sự phát triển của vi khuẩn, thì nó tránh được cái việc bị sâu răng. Đấy chưa? Đây chúng ta phải ăn hồi xưa ấy thì nó cũng có kẹo bánh răng như bây giờ đâu, đúng không? Nhưng mà nó bị sâu vậy đâu. Nhưng bây giờ đánh răng suốt ngày vẫn sâu, vì sao? Sao bây giờ đánh răng suốt ngày vẫn sâu? Ngày hôm ăn nhiều, ăn bạn nhiều, đúng không? Ăn suốt ngày, nhất là với bạn nữ, đúng không ạ? Cắn chắc chắc bắt đầu là bởi vì bản chất sâu răng ấy là cái mảng bám răng nó bám vào lâu ngày vi khuẩn nó sinh sôi, nó phát triển để nó lên thôi. Thế là trẻ con nó ra kẹo vào kẹo, ra bánh vào bánh, nhà lúc nào cũng có, đúng không? Thế là bác sĩ nha khoa này ra bây giờ nó rất phát triển, đúng không? Nên là chúng ta lưu ý là chúng ta đi lấy cao năng lượng kỳ. Cái nữa ở trong thành phần nước bọt là ngoài thành phần chất hữu cơ ra có các chất vô cơ nhá. Đấy là muối, natri, kali và phong hóa trừng. Còn về cái hàm lượng kali nó rất là nhiều. Đấy là cũng là nơi tồn tại của các virus. Ví dụ như là quai bị này nhá. Nên là bạn nào bị quai bị này phải đeo khẩu trang và tránh lây cho bạn khác. Đó, đau mắt đỏ à, đúng không? Đau mắt đỏ nhá, mà tồn tại là nước bọt nhá, lây qua đường nước bọt nhá, giọt bắn ấy, chứ không phải là đeo kính râm để cho nó phải lây nhá. Dạ, nếu mình nhìn thấy đau mắt đỏ bắt đầu đeo kính đen xì nữa, đúng không? Nhưng mà miệng thì chả đeo khẩu trang vào rồi luôn, nước tung nước cạn thì không còn về đây để sạch. Đó, đúng không? Thế thì nó đang lây qua đường giọt bắn giống như là Covid ấy, đúng không? Nhá. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta đã bị đeo khẩu trang. Ngoài ra thì nước bọt chúng ta thấy là ướt môi thơm, chúng ta sẽ ướt, đúng không? Đấy, là ướt trên mảng môi lưỡi, ướt cử động cách dễ dàng, trung hòa chất chuyển qua khí cạnh, tác dụng điều hòa bài tiết nước bọt thì có cơ chế thần kinh và cơ chế thể dục. Cơ chế thần kinh ở đây là hệ tự động hay là hệ trung bậc nhá. Có cái dân bài tiết nước bọt đây. Đó. Chúng ta thấy là có dân bài tiết nước bọt thì nó nằm ở phần thân não đây, đúng không? Thế thì cái nhân này chúng ta thấy là gì? Nó sẽ bắt đầu cảm thần kinh bắt đầu cảm nhận từ lưỡi nhá. Cái trung tâm cảm giác ở lưỡi này nó sẽ có cái tín hiệu dẫn truyền theo đường dây kinh đàm từ hướng tâm đến trung tâm bài tiết nước bọt và cho biết là đang có thức ăn, đúng không? Lưỡi này đang hoạt động có thức ăn. Hoặc là khi mà lưỡi nó cử động nhá, lưỡi nó cử động thì chúng ta thấy là gì? Không cần có thức ăn mà chỉ cần lưỡi nó chỉ cần cử động thôi. Đó, thì một lúc là chúng ta thấy là nó sẽ phát tín hiệu đến tuyến nước bọt và tuyến nước bọt nó sẽ đến
trung tâm là tuyến phân quả, sau đó dẫn đến thần kinh ly tâm nhá. Ly tâm là các sợ đến các tuyến, đúng không? Đấy. Đến các tuyến mang tay đến dưới hàm và dưới lưỡi để làm tăng tiết phân quả, đúng chưa? Là các bạn thu hồi một lúc xong bắt đầu cử động lưỡi một lúc cùng trong đó. Thế sau đấy là chúng ta sẽ tăng tiết phân quả, đúng chưa? Cho nên mấy bạn nào mà về hôn nhau cái xem đúng không ạ? Một lúc tiết phân quả tiết ra đây không phải phải ăn. Đó. Các bạn cứ chủ động đường lưỡi nó sẽ tăng tính tự lên. Được không? Đấy, các bạn nào có thông tin đúng không? Làm luôn ở lớp lớp xem. Từ cái quay queen đúng không ạ?
ăn hai cái glucolin nó là insulin và gây giãn mạch, lượng máu nó tăng tiếp, đường máu thì nó quả tăng tiếp nước quả. Cái đặc biệt nữa là ảnh hưởng của thức ăn, các bạn nhớ là không chỉ có vì nước quả nha. Sau phần cùng chế sau chúng ta học tất cả các bạn em đi tiêu hóa của đường tiêu hóa thì nó sẽ phụ thuộc hết vào thức ăn, ăn nhiều thì tiết nhiều, ăn ít thì tiết ít, đúng không? Đó. Vậy thì ăn thức ăn khô thì phải tiết nhiều nước quả, đúng không? Ăn thức ăn lỏng lạnh nó sẽ tiết nước quả ít hơn. Như các bạn ăn bánh mì, bánh quy thì các bạn sẽ phải tiết nhiều nước quả hơn so với các bạn ăn cháo. Rồi thì ăn thức ăn có nhiều chất dinh dưỡng, đúng không? Bữa nay ăn toàn hàu với lại mực với lại tô, đúng không ạ? Bánh tuột nữa thì chắc chắn là phải tiết nhiều và ăn đi nhiều quá hơn so với bữa mà các bạn ăn chay nhá. Hôm nay khi gặp cơ thể của chúng tôi không biết ăn thì chắc chắn là nó sẽ phải tiết ít hơn phần trăm rồi, đấy. Đặc điểm tiêu hóa là nó sẽ phụ thuộc vào các bạn thức ăn, bữa là ăn nhiều tiết nhiều ít ít, ăn nhiều chất thì tiết tiêu hóa, ăn ít chất thì tiết ít tiêu hóa, nhá. Rồi, nếu rồi chúng ta thì giải lao với thuốc nhạc.